Đó thì hôm trước mình cấy rồi, bây giờ thì mình tháo nó ra. Nó chỉ có vấn đề là nhiều khi người ta bảo tháo vít cũng sợ, cấy mà tháo, cấy cũng sợ mà tháo cũng sợ. Thì tâm trạng nào? Tâm trạng em thì chung là mình cũng hơi hồi hộp một tí. Nó có lại là cũng không chích tê gì đâu nhá, anh xịt xịt tí vít đấy thì không dùng nữa nhá. Thì mình hôm nay mình tháo ra để cho nó đỡ bị viêm, bởi vì một trong những cái vấn đề, cái hậu quả của cái vít là nó có thể viêm tại chỗ. Anh đã nói rất nhiều trong cái video đó là bản thân mini vít mà mình không có vệ sinh, bởi vì trong cái mini vít nó có cái gen nên là nó dễ động các thức ăn ở đó. Khi động thức ăn ở đó thì nó viêm tại chỗ. Thì có những trường hợp bị viêm tại chỗ thì cái cách đơn giản nhất là mình vệ sinh. Thế nhưng mà của em thì hiện tại nó không dùng nữa. Thì mình sẽ tháo nó ra thôi nhá. Nhưng tháo này chắc không đau đâu đúng không? Cơ bản là nó cũng nhói một tí thôi, nhưng mà nó không như lúc cấy. Cấy thì mình sẽ vào sâu hơn. Rồi. Vinalight. Một nụ cười thay ngàn lời nói. Đây là cái đầu vít này. Để mọi người thấy là nó, thực ra về cơ bản thì nó cũng chưa phải đến mức độ nặng lắm. Thế nhưng mà thứ nhất là tôi không dùng nữa, đạt mục tiêu rồi. Cái thứ hai nữa là nó cũng hơi nề một chút được cái đầu. Thì mình hôm nay mình sẽ tháo ra, đơn giản thôi. Cầm. Đấy, mình thì đầu tiên là mình bước đầu tiên là mình chỉ tê chút nha. Chỉ tê chút. Mình sát khuẩn đi. Khuẩn, dung dịch sát khuẩn. Sát khuẩn. Ok. Sau đó mình sẽ dùng cái đầu vít này. À, cái đầu vít. Đầu vít. Đấy, đơn giản, đơn giản. Rồi, đúng rồi đi. Ấn ấn để xem. Này, mình sẽ vặn ra thôi. Đơn giản, rất đơn giản. Tôi thấy rằng là cái hệ thống quay này nó sẽ nét. Mình tháo ra. Mọi người có thể thấy thôi. Như bác sĩ Nam nói trong rất nhiều video, nó giống kiểu bắt vít nở vật tướng gì đó. Hơi nhỏ em tí em nhé. Không sao. Đấy, rồi xong. Nên khi mình tháo ra được như này thì mọi người nhìn thấy là trong cái đầu gen của nó thì nó có đọng cái thức ăn. Thì không vấn đề gì cả. Đấy, mình sẽ cầm, mình sẽ rút ra. Đấy. Mọi người nhìn thấy cái vít rồi, tháo, cầm. Quay. Đây là cái vít của mình tháo ra. Đơn giản thôi, đúng không? Ừ, thì lúc đầu thì anh cũng cảm giác là hơi hồi hộp một chút. Thì đến khi hoàn thành xong thì anh cảm thấy cũng khá là dễ chịu. Chung là nhẹ nhàng. Đang bận vít thì nói chung là nó cũng dễ chịu thôi, chứ không có gì căng thẳng lắm đâu. Đúng rồi, cắm vít nó sẽ không đau như mọi người nghĩ.